Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. À, một buổi sáng phước hạnh, khi chúng ta nghe những bài làm chứng, như chị Lớn đã làm chứng cho chúng ta biết rằng chồng của chị, hai đứa con của chị đã đi tới 18 người thầy mà không chữa trị được. Và đi hết bác sĩ mà chị cũng không xong, mà khi biết được Chúa Giêsu đến với Ngài thì Ngài chữa lành hoàn toàn cho đến ngày hôm nay. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Chúng ta nghe bài làm chứng của chị Tư và ba của chị, kể cả thân của chị đã bị những cái hoàn cảnh thật là bế tắc mà không còn cách nào trị. Nhưng mà khi mà được biết về Chúa, tin vào Chúa, Ngài đã chữa lành và khiến cho cả gia đình trở lại thờ phượng Chúa. Ngày hôm qua thật sự tôi đến buổi nhóm ở tại buổi chiều ở tại hội thánh Di Rê thì tôi thấy cả gia đình của chị Lớn đã dâng căn nhà để làm thờ phượng Chúa và đãi hội thánh một buổi ăn như vậy. Tôi cảm nhận được rằng đúng là có Ngài là có thiên đàng, mà có Ngài là có tất cả. Amen. Amen, chị em. Cảm ơn Chúa đã chữa lành cho người chị em ta là chị Thủy. Cảm ơn Chúa đã tiếp trợ cho cô Mỹ. Cảm ơn Chúa đã cái lời cầu nguyện của cô Cúc. Có nghĩa là mọi nan đề của chúng ta, Đức Chúa Trời nghe thấy và Ngài cũng giải quyết tất cả. Amen. Thật sự tôi nói với anh chị em á, tôi liên tục hết bài giảng tại đám tang, rồi tới bài giảng ở điểm nhóm, hết bài giảng điểm nhóm là tới hội thánh điểm nhóm đây, rồi giảng ở trên Zoom, rồi giảng ở trên Google Meet, giảng liên tục. Đến lúc tôi nói Chúa ơi, con muốn tắt rồi, con không biết giảng gì nữa đây. Tôi cầu nguyện Chúa, tôi hết lòng tôi cầu nguyện Chúa ơi, làm thế nào để con có một sứ điệp tốt cho dân sự của Đức Chúa Trời. Thì tôi đến với Chúa, tôi cầu nguyện Chúa, tôi hỏi Chúa, sau giờ này tôi sẽ nói rõ cho anh chị em. Bây giờ thì Chúa muốn hỏi tôi là, con có muốn dân sự của ta thành công trong năm mới này không? Tôi sáng mắt lên. Và đến với Chúa, tôi tiếp tục cầu nguyện. Và sau những giờ phút thì tôi hỏi Chúa, thì Chúa cho con những đoạn kinh thánh nào để con đem cái dân sự của Chúa có một bí quyết để thành công trong năm mới. Cái chủ đề tôi muốn chia sẻ là bí quyết để thành công trong năm mới. Chúng ta cùng xem lời của Chúa. Chúa bày tỏ cho tôi ở trong Châm Ngôn đoạn thứ 3 từ câu 1 đến câu số 10. Đây là lời của Chúa mà Chúa muốn gửi cho tôi và tôi muốn gửi cho dân sự của Chúa. Tôi muốn đọc trong bản 2010 với cái chủ đề là bí quyết để thành công trong năm mới. Ở trong Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Kính mời Hội Thánh vui lòng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa một lần nữa. Hỡi con ta, chớ quên lời khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó lên bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Nghe câu số 3, câu số 5. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ lối của con, chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy cứu rỗi con sẽ được lành mạnh và xương cốt con sẽ được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và quyền lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Chúng ta cùng đọc chung với tôi câu số 5 và câu số 10. Câu số 5, 2, 3. Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Câu số 10. Như thế kho con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng ngồi. Bao nhiêu người trong Hội Thánh và những người đang nghe qua chương trình hôm nay, chúng ta khao khát năm 2024 là năm mà chúng ta sẽ thành công và kết quả. Amen. Chúng ta có khao khát chúng ta được an khang thịnh vượng không? Amen. Chúng ta có muốn mình đời sống của mình được kết quả cho nhà của Chúa không? Amen. Và tôi thiết nghĩ muốn có được những điều đó, chúng ta không thể nào thiếu lời của Đức Chúa Trời. Amen. Lời Đức Chúa Trời là câu giải đáp, lời Đức Chúa Trời là kim chỉ nam, lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn để cho chúng ta
cái đường lối của chúng ta. Và tôi hỏi Chúa như thế nào? Thì Chúa có dạy cho tôi một cái phong độ kinh thánh mà tôi muốn đọc cho quý vị nghe ở trong Samuel thứ nhất đoạn 1. Samuel thứ nhất đoạn 32 câu 1 và câu 2. Tôi đọc cho quý vị nghe. Trong Samuel thứ nhất đoạn 23 câu 1 và câu 2, Chúa dạy dỗ cho tôi những điều mà tôi muốn khích lệ dân sự của Chúa ngay trong giờ này. Samuel thứ nhất đoạn thứ 23 câu số 1. Người ta đến báo tin cho David, kìa, người Philistine tiến đánh Kelia và chiếm các sân đạp lúa. David cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng, con có nên đi đánh những người Philistine này không? Đức Giê-hô-va phán với David, hãy đi đánh người Philistine và giải cứu Kelia. Tuy nhiên, những người theo David nói, ở tại đây, ngay trong đất Giu-đa mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi là đi đến Kelia để đánh quân Philistine. David tiếp tục cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va trả lời ông, hãy trỗi dậy đi xuống Kelia, ta sẽ phó người Philistine vào tay con. Và David cùng những người theo người đến Kelia, đến người Philistine, bắt hết tất súc vật của chúng và làm cho chúng tổn thất nặng nề. Như thế David giải cứu thành Kelia. Amen. Bây giờ quân thù, quân Philistine nó đã bao phủ, nó chiếm lấy thành Kelia này và làm cho quân của Israel đang bối rối, đang sợ hãi, đang bị bất an và đang bị thất thế. Và trong trận chiến này đã làm cho quân Israel đã bị thiệt hại kẻ bò, chiên, người, súc vật và những điều thuộc về Israel đã thuộc về tay của kẻ thù. Và tại nơi đây David đã bị tổn thất rất là nặng nề và ông vô cùng bối rối. Tôi không biết những người đang có mặt tại buổi sáng hôm nay, bao nhiêu người đã bị quân thù nó đã chiếm lấy sức khỏe của chúng ta, bao nhiêu lần quân thù đã chiếm lấy hạnh phúc của chúng ta, bao nhiêu lần quân thù đã chiếm lấy niềm vui của chúng ta, bao nhiêu lần quân thù đã lấy sự bình an của chúng ta, bao nhiêu lần quân thù đã lấy tài sản của chúng ta. Nhưng mà bởi đức tin ở trong Chúa Giêsu, chúng ta học theo tinh thần của David, hãy lấy lại những gì chúng ta đã mất. Thối lui, mặc cảm, buồn tủi và bỏ tù. Nhưng mà David chạy đến với Chúa để hỏi ý của Chúa. Amen. Cái chủ đề buổi sáng là tôi muốn chia sẻ là gì? Bí quyết để thành công trong năm mới. Bí quyết đầu tiên là gì? Hãy chạy đến với Chúa. Amen. Hãy nhờ cậy nơi Chúa. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta đã nghe những bài làm chứng của những người đang có mặt buổi sáng hôm nay. Từ khi nó cướp đi sức khỏe của chị Thủy, nó cướp đi cái hạnh phúc của gia đình của chị lớn, nó lấy đi niềm vui của chị Tư, nó làm cho nhiều cuộc đời đã bị đau khổ. Nhưng mà chúng ta đã nhìn nhận một điều rằng những con người này đã nhờ cậy đến Chúa, chạy đến với Chúa, tìm cầu Chúa, họ không bị hổ thẹn. Chúng ta hãy nhìn người bên cạnh đó là khi quân thù tấn công bạn hãy nhờ cậy nơi Chúa. Amen. Khi quân thù tấn công bạn hãy nhờ cậy nơi Chúa. Nếu không nhờ cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ bị thất bại, đúng không chị em? Mà nhờ cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng. Một ngày kia, cô giáo đang dạy về đức tin cho các em thiếu nhi, đang dạy kinh thánh như vậy, thì cô giáo bảo là nếu bây giờ mình đang trong phòng này, mà chúng ta đang nhốt như vậy, mà ma quỷ nó vào thì các em sẽ làm gì? Bạn đó con sẽ trốn sau cái đường này, bạn kia đó con sẽ trốn dưới cái ghế, bạn đó con sẽ cầm áo lại, bạn nói thế này thế kia vậy. Nhưng mà có một bạn rất là nhỏ đứng lên đây giơ tay, thưa cô, nếu ma quỷ nó đến con sẽ mời Chúa Giêsu ra biết đó. Amen. Hỡi anh chị em, trong năm 2024 này chắc chắn chúng ta sẽ gặp những thử thách. Ma quỷ nó sẽ đến với hình thù dữ tợn, nó sẽ đến với một cái điều gì đó muốn sát hại chúng ta. Anh chị em ơi, đừng chạy trốn. Nếu anh chị em càng chạy trốn thì nó càng hù dọa và nó tấn công. Hãy mời Chúa Giêsu ra tiếp đó. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, khi ma quỷ tấn công bạn hãy mời Chúa Giêsu ra tiếp đó. Khi ma quỷ tấn công bạn hãy mời Chúa Giêsu tiếp đó. Amen. Và cảm ơn Chúa, khi Chúa Giêsu tiếp thì chúng ta không cần phải bận tâm nữa. Và quân thù tại đây chúng ta để ý là gì? Người ta đến báo tin cho David,
là một cái điều gì đó nuôi sống, đúng không? Là một cái điều gì đó làm cho con người ta có sức lực, một cái kho lúa, một cái kinh tế. Ma quỷ nó đã tìm một cách nó chiếm lấy rồi. Tôi không biết bao nhiêu người đang nghe sứ điệp hôm nay, quý vị đã từng bị ma quỷ nó chiếm lấy sa đạc lúa của mình. Nó làm cho cái thẻ của mình không còn đồng bạc nào. Nó đã làm cho cái bốt của mình cũng không còn đồng nào. Nó đã làm cho thùng gạo mình không còn cái gì cả. Tôi nhớ những năm tháng tôi còn đi học Kinh Thánh. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, cái tôi nói cái lò xô nhỏ như thế này, cái lò xô màu xanh xanh, ai còn nhớ không? Đổ dầu vô, có cái tim mọc lên, thì bắt đầu bọc lên rồi đốt lửa, chấm cái hoặc là quẹt cái tôi nó cháy, cái dạng này nó cơm. Trong lò xô không còn một chút dầu, cái bình dầu thì cũng hết, thùng gạo cũng không còn. Rồi quý vị biết sao? Mắm muối tiêu tụ tỏi một còn không còn gì hết. Mà tới thì tới nơi rồi, không có tiền gì quê. Mà quý vị biết những cái cảnh mà ở trong Sài Gòn mà những cái dịp Tết mà không có gì ăn, lúc đó kinh khủng lắm. Tôi nói Chúa ơi, bây giờ gần tới Tết rồi mà không có còn gì để ăn, và con còn phải học liên tiếp trong vòng năm mấy, gần 2 năm nữa mới xong trường Kinh Thánh. Và bạn bè tôi nó căng thẳng quá, nó bỏ cuộc hết. Còn tôi làm sao đây? Tôi ghi ra, Chúa ơi, con cầm bịch gạo 10kg, bao nhiêu tiền tôi ghi ra. Con cầm một chai nước mắm bao nhiêu, tôi cầm chai nước tương, bịch đường, bịch muối, bịch bột ngọt, bịch tiêu, bao nhiêu dầu hôi, tôi ghi một lọt ra, tổng cộng tới 200 ngàn. Cách đây 20 năm, 200 ngàn, tiền đâu ra 200 ngàn. 200 ngàn mà lớn lắm, hơn 2 triệu bây giờ nữa. Làm sao mà có được 200 ngàn để mà mua đồ, một cái sự bối rối cho tôi vô cùng. Nhưng tôi cầu nguyện trình danh cho Chúa, nói Chúa ơi xin Ngài giúp đỡ cho con. Thì bỗng nhiên tôi đi học, chiếc xe của tổng hội nó bị hư, và gần tới Tết ai cũng bận rộn cho nên không ai đi sửa được hết. Tôi tình nguyện đi sửa xe, và tổng hội trích ra 200 ngàn để tôi đi sửa xe. Và bắt đầu tôi dắt bộ thiệt là xa, dắt bộ từ quận 11 mình tới chỗ sửa xe nhà anh Tùng. Con cua sinh xa lắm, mà tôi nói Chúa ơi, Ngài đã từng phán với con ấy, vậy những cái tin sẽ được cắt giữ lại này, lấy danh của ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống dấu chi đọc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay lên cái đau thì cái đau được lành. Bây giờ cũng nhớ danh Chúa Giêsu, đặt tay lên chiếc xe này, con công bố Chúa Giêsu đã chữa lành cho chiếc xe này. Nói thì nói mà mặc giải đi. Tới nơi anh Tùng anh nói Phong em có tới đây dạ. Lúc đó bây giờ còn sinh viên chưa gọi là mục sư nên dạ. Xe đôi gì vậy em? Xe của tổng hội hư trơn rồi cho nên bây giờ em dắt tới. Anh mở ra, anh sửa, anh làm xong xuôi hết, và vừa sửa vừa nói chuyện. Anh làm đâu trong vòng chừng chưa đầy nửa tiếng, chiếc xe chạy thật là em ngon lành đấy. Có anh Tùng về bao nhiêu tiền? Anh nói là anh là người gia đình anh được Chúa cứu hết trọn vẹn. Anh là gia đình của anh là má anh mà thiếu nợ quá chừng, mà cầu nguyện Chúa đã giải quyết hết tất cả như vậy á. Anh ước nguyện là sau khi gia đình anh bình yên là anh muốn phục vụ Chúa. Trên xe của các mục sư, xe các thầy đến đây, tôi không lấy tiền. Ôi giời ơi, sung sướng làm sao. Và với cái này là anh sửa nhanh gọn, không tốn kém gì cả. Nó là vì xe gọi là xe của Hàn Quốc nhập về, nó second hand cho nên nó không bị hư. Và anh sửa gọn và cảm ơn Chúa, chiếc xe chạy thật là em, anh không lấy tiền. Tôi cảm ơn anh, tôi chạy về tôi điện thoại và tôi báo cho cô Thọ và mục sư Thế là xe đã sửa xong xuôi hết mà anh Tùng không lấy tiền. Mục sư Thế gọi cho cô Thọ đó, sao ơi, gọi Thọ là sao, em nó đã phục vụ Chúa suốt một năm này, bây giờ mình không có tiền để mình cho em nó, mà bây giờ em nó chịu khó đi sửa xe như vậy, mới định trả là 200, nhưng bây giờ tổng hội quyết định cho em nó 200, là cho tôi 200. Tôi nói hallelujah. Có gạo, thế là có nước mắm, thế là có muối, thế là có nước tương, thế là có tất cả những vừa xong xuôi nhận hết tất cả gì đó. Có một người báo rằng xe ông Hảo có chở lên một bịch khô. Phong ơi ra nhận điện thoại qua nhà của ông Mười đó. Lúc đó tôi không còn ở nhà của cô Mười mà qua nhà của ông Mười kia rồi, và điện thoại qua cái phòng gọi là điện thoại kêu hàng số đó mà, quý vị còn nhớ không? Mỗi lần kêu phải trả hàng chút tiền đó. Thì qua bảo, ô, thế là tôi chạy ra ngoài đó. Cô Mỹ Hiền đã gửi lên cho tôi một bao khô luôn. Wow! Một bao khô cà phê luôn. Và tạ ơn Đức Chúa Trời.
nguyên bao khô cà phê đó cộng với bịch gạo đó tiếp tục học trường Kinh Thánh cho đến khi mà tốt nghiệp trường Kinh Thánh. Chúng ta vỗ tay lời khen. Điều thứ hai, khích lệ với dân sự của Đức Chúa Trời là từng việc lớn cho đến việc nhỏ, khi chúng ta biết kêu cầu Chúa, Ngài đã giải cứu mọi người trong chúng ta. Ô, họ đã đến và họ đã chiếm sân đạp lúa của người Israel. Và quý vị biết sân đạp lúa đã nằm vào trong tay của họ. Thì bây giờ thì sao? Kinh nghiệm một sự mất mát, kinh nghiệm sự đói khát và kinh nghiệm một cái sự đau khổ mà chúng ta đã học nơi David là gì? Chúng ta để ý câu số 2. David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, con có nên đi đánh những người Philistine này không? Đức Giê-hô-va phán với David, hãy đi đánh người Philistine và giải cứu Ke-ilah. Bí quyết để có một đời sống thành công là trong mọi nan đề, trong mọi khó khăn, tôi khích lệ quý vị đừng dùng kinh nghiệm của mình, đừng dùng sự khôn ngoan của mình, đừng dùng tất cả những sự hiểu biết của mình, nhưng hãy chạy đến với Chúa. Amen. Hãy chạy đến với Chúa. Nhiều người đã dùng kinh nghiệm, dùng khả năng của mình, đã từng kinh nghiệm sự thất bại. Trong năm mới này, tôi khích lệ quý vị từng việc lớn cho đến việc nhỏ, hãy nhờ cậy nơi Chúa. Amen. Cô biết hiện trước khi có kho đồ thịt của cầu nguyện, tôi thấy và chuẩn bị đến giờ gọi là phơi nắng thịt thì trời ui không có nắng, nhưng mà cổ lấy đức tin của công bố trời nắng thì ngay lập tức cô Cúc và chị Lê Văn kinh nghiệm ánh nắng rọi vô và nồi thịt đã được kho. Hôm qua quý vị ăn thịt thấy ngon không? Cho nên thì chúng ta thấy nào, từng việc lớn cho đến việc nhỏ hãy nhờ cậy nơi Chúa. Hãy nhờ cậy nơi Chúa. Rõ ràng trong Châm Ngôn vừa rồi chúng ta đọc là gì? Đừng có mà trông cậy đến sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con thì hãy nhận biết Ngài thì Ngài chỉ dẫn cách nẻo của con. Anh chị em ơi, cách đây mấy tuần chúng ta nghe anh Hoàng đã làm chứng. Chúa đã thay đổi cuộc đời anh Hoàng như thế nào chúng ta đã nghe biết. Anh cũng không ngại, trước đây anh là một tay đánh bài số 1. Và anh phải làm biết nhiêu điều đau khổ cho đời sống của chị Đào, vợ của anh. Nhưng mà sau khi chị Đào, chị đã hết lòng nhờ cậy với Chúa, chị cầu nguyện với Chúa, chị kiên nhẫn chị cầu nguyện cho chồng của mình và tạ ơn Đức Chúa Trời, từ một con người cờ bạc bây giờ đã trở thành một người hầu vì Chúa. Chúng ta vỗ tay này, hãy vỗ tay lớn này. Chị lớn từ một con người bệnh hoạn, từ một con người nợ nần, từ một con người phải nuôi những người con người chồng đau khổ như vậy, chị đã cầu nguyện, chị mất hết tất cả mà chị khao khát, chị nhân cậy nơi Chúa. Bây giờ chồng con của chị đã đoàn tụ một cách vui vẻ trong dịp Tết này, và căn nhà của chị là làm nơi điểm dấu được 2 năm rồi, cô Mỹ anh. Được 2 năm rồi, và cám tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy là không có việc gì là quá khó đối với Chúa khi chúng ta hạ mình xuống nhờ cậy nơi Ngài. Chúng ta lắc tay người bên cạnh, hãy tiếp tục nhờ cậy nơi Ngài, hãy tiếp tục nhờ cậy nơi Ngài, hãy tiếp tục nhờ cậy nơi Ngài. Nhưng mọi sự chúng ta nhờ cậy nơi Chúa không phải em xui đâu nghe quý vị. Quý vị để ý câu số 3 của đoạn 23 này. Tuy nhiên, những người theo David nói ở tại đây, ngay trong đất Juda đó, mà chúng ta còn sợ hãi kinh khiếp như thế này đó, hốt chi là chúng ta đến Kelea để đánh Philistine. Wow! Làm sao? Cứ vào bóng không? Làm sao mà có thể đánh được? Tại nơi đất Juda mà chúng ta còn sợ hãi, chúng ta còn bị hại hết, chúng ta còn bị thất thế như thế này nè, mà làm sao đến tại Kelia, nơi đó là trực thuộc về họ rồi, làm sao mà đánh nổi? Nhiều người trong chúng ta sẽ suy nghĩ điều này, đúng không anh chị em? Nhiều lúc tiền còn trong tay mình còn không xài được, đúng không? Chồng còn ở trong nhà, nhiều lúc mình còn chưa hạnh phúc được, mà bây giờ cái nan đề như thế này, đất đai của mình ngày xưa còn giấy tờ còn hào trong nhà mình còn không sử dụng được, bây giờ đất đai bị nhà nước cầm, hoặc nan đề như thế kia, rồi cuộc sống như thế nọ, làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được? Hỡi anh chị em, khi nhìn vào hoàn cảnh, khi nhìn vào nan đề, khi nhìn vào những cái biến cố, những sự thực tế đang diễn ra trước mặt mình, nhiều lúc cả một màn đêm đen tối, cả một màn đêm đen tối. Như chị Tư làm chứng mình thấy là cả một màn đêm đen tối, đúng không? Như chị lớn làm chứng mình thấy cả một màn đen đêm tối đang bao phủ, không có cách nào. Nhưng anh chị em, cái gì con người làm không được thì Đức Chúa Trời sẽ làm được. Amen.
Cái bí quyết thứ hai để cho chúng ta thành công là đừng tập trung vào tiếng nói của người khác. Hãy nói người bên cạnh, đừng tập trung vào tiếng nói của người khác. Đừng tập trung vào tiếng nói của người khác. Hai là đừng tập trung vào năng đề, đừng tập trung vào những gì gọi là thực tế, nhưng hãy tập trung vào chính mình Ngài. Nếu các vị đã nghe lời khuyên của những người này, họ khi đúng là khuyên sai quý vị. Họ đang nói sự thật hay là họ đang nói tất cả những điều đó đúng hay là sai? Đúng mà, nói là như vậy mà, đúng không? Mình hỏi cái đó Judah mà họ còn tới họ chiếm mình được, họ lấy được hết tất cả, mà bây giờ họ mạnh mẽ, họ vững vàng như vậy, mình cũng đớp đất họ, tới nhà của họ nữa thì làm sao được? Tôi nói chị em rằng á, nhiều cái sự thật á, nó phủ phàng, nhiều cái sự thật mà chúng ta nghĩ là mình không còn giải quyết được. Nhưng mà tôi nói quý vị rằng là gì? Lẽ thật nó sẽ chiến thắng được sự thật. Amen. Lẽ thật là lời Đức Chúa Trời, nó chiến thắng được tất cả những sự thật phủ phàng trước mặt chúng ta. Có bao nhiêu người đã từng kinh nghiệm một sự phủ phàng? Quá trời phủ phàng. Chúng tôi kể câu chuyện này là vui thôi, không có ý gì. Mà quý vị nghe, ngày xưa khi mà chúng tôi còn thuê nhà ở ngoài Cách Mạng tháng 8, thì lúc bây giờ thì vàng 400.000 một chỉ, mà chúng tôi thuê căn nhà đó là 1 triệu, chưa tính điện nước. Và lúc chúng tôi ở như vậy, chúng tôi rất là cô đơn, cho nên bạn Kiều Oanh là bạn của Mỹ Hiền, bạn đến cùng ở chung với chúng tôi để khích lệ tinh thần chúng tôi trong sự phục vụ Chúa trong những ngày đầu. Thì bắt đầu quý vị biết rằng là lúc đó sau đó có Hùng Việt lên nữa, và có Mỹ Hòa lên nữa. Và lên như vậy, đông như vậy á, thì chúng tôi không có tiền để mà mua nguyên con cá ngon, cho nên bà Kiều Oanh này có cái ơn gọi là chế biến thức ăn. Thế là chúng tôi ra mua những cái đầu con cá. Mua cái đầu con cá là chưa mua được con cá rồi, nhưng mà rồi chế biến ăn. Ăn mà rồi bà Mỹ Hòa lên học trường Kinh Thánh. Bà Mỹ Hòa muốn về quê, rồi bà Việt cũng muốn về quê, nhưng mà rồi thì không có tiền về quê. Chứ bà đồng hồ là tính là trong thời kỳ bây giờ tính cần bao nhiêu tiền về quê? Cần 400.000 mới đủ tiền cho một số người về quê. Cần 400. Tôi nói là 400 mà, chị nhỏ có rồi, đây nè, ở đâu? Tôi móc ra tầm 500 đồng, tôi nói là thấu lại đây rằng bắt đầu tôi đánh, vui. Cái một ngày kia sau khi một đêm ngủ dậy xong xuôi, tới trưa rồi chưa có gì ăn hết. Cái mấy người nói, ông Phong ăn gì chưa? Tôi nói ăn rồi. Ăn gì không ra tụi tôi ăn với. Ông ăn gì? Nó ăn kem. Kem tao ngon vậy? Kem gì? Kem bia ếch. Kem bia. Có như từ sáng đến vẫn tối không có gì, chỉ có kem bia ếch để đánh răng mà thôi. Tôi nói anh chị em rằng, có nhiều sự nó làm cho mình cảm thấy dễ bỏ cuộc lắm. Cái sự thật á, nó sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy nhiều lúc cũng nản lòng, và cũng thấy là không còn cách nào vươn lên được. Và quý vị, tiền nhà càng ngày như vậy, và chiếc nhẫn cưới này không biết chúng tôi lọc bao nhiêu lần. Rồi cô Hiền có đôi bông nào chúng tôi cũng lọc sạch hết, có cái gì cũng lọc sạch hết. Đến nỗi đi vô thăm nhà cô Mỹ xong ra không còn gì để mà bán, thì cuối cùng cô Hiền nhớ là mới mua được chiếc nhẫn cưới trở lại là 2 phân, đem vô tiệm vàng Kim Nguyên tức nhà đó bán lấy tiền đổ xăng chạy về. Nó sạch sẽ không còn gì cả. Nhìn vào những gì thực tế thì không còn cách nào hầu được Chúa. Nhìn vào thực tế thì có nên bỏ cuộc và nản lòng thôi. Nhưng mà chúng tôi đã nhìn vào lời hứa Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Amen. Amen. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho nước ăn thức uống và tiêu trừ bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Chúng tôi cứ nhờ cậy Chúa công bố điều đó. Và quý vị biết vì gì sao không? Chính cô Mười đã là người đã từng biết. Thật sự chiếc xe đạp của tôi nó hư, đến đó không có tiền để mà sửa. Cô Mười vẫn còn biết là tiền nhà tôi trả cho cô Mười còn không có tiền để mà trả nữa. Nhưng mà tôi vẫn tuyên bố là gì? Tôi sẽ trở thành nhà từ thiện, trở thành người đi giúp đỡ người khác. Em Khánh bây giờ là một sư tiến sĩ rồi đó, bảo tôi là gì? Ông Phong á, ông nói ăn cơm với đất nói chuyện đi trời của ông Phong. Không có cơm để mà ăn. Thực tế nhiều điều nó phủ phàng lắm. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi muốn nói với anh chị là tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì không có việc gì quá khó đối với Ngài. Mọi người, mọi việc các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ bằng.
được. Amen. Nánh đề càng lớn, chúng ta sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời càng vĩ đại. Amen. Ồ, thực tế là chứ không thể nào đánh được David ơi. Ông ơi, ông đừng có cười vậy. Nhưng David cũng nói là tôi không nói về sức của tôi, nhưng mà tôi đang đến tìm hiểu của Chúa mà. Trong khi Chúa bảo là gì? Được. Mà bạn của ông và những người đó thì sao? Không được. Chúng ta có từng gặp điều này chưa? Khi đến với Chúa thì Chúa đã là con hầu Chúa được. Người khác là con không có bằng cấp, con không đủ trình độ, con không biết tiếng Anh. Con không. Trong khi Chúa đó là, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-rê và kể đến cùng trái đất. Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Mà người khác đó là gì? Không có tiền, không biết tiếng Anh, làm sao đi được? Nhưng anh chị em đã biết rồi, tôi không cần phải nói gì. Những kẻ tin sẽ được các chú lại của chúng. Có thể đi khắp thế gian mà không bằng tiếng Anh, nhưng mà chúng ta sẽ bằng tiếng mới. Đi khắp thế gian không phải là túi tiền túi của mình, nhưng bằng tiền của Chúa, bằng phương tiện của Chúa cho chúng ta đi khắp nơi trên thế giới để dạy tin lành. Amen. Chúng ta đọc lớn với tôi câu số 3 để nhắc cho chúng ta một lần nữa, 2, 3. Tuy nhiên những người nghe theo việc nói ở tại đây trong đất Giu-đa mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi là đi đến Kê-li-a để đánh quân Philistine. Chúng ta đọc câu số 4 này, 2, 3. David tiếp tục câu hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va trả lời ông: hãy trở dậy đi đến Kê-li-a, ta sẽ phó người Philistine vào tay con. Sau khi nghe những lời tiêu cực, sau khi nghe những lời bàn tán, sau khi nghe những lời như là cản trở, David có bỏ cuộc không anh chị em? Lắc tay người bên cạnh nó, đừng nghe lời tiêu cực để bỏ cuộc. Amen. Đừng nghe lời tiêu cực để bỏ cuộc. Đừng nghe lời tiêu cực để bỏ cuộc. Nhưng mà David đã làm gì? Hỏi Chúa thêm một lần nữa. Chạy đến với Chúa thêm một lần nữa. Amen. Sau khi mà David đã hỏi xong, cái bí quyết để mà thành công trong năm mới này, chúng ta hành động theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta nói là hành động theo sự dẫn dắt của Chúa. Hành động theo sự dẫn dắt của Chúa hay là sự bày tỏ của Chúa, bạn sẽ có một đời sống thành công. Trong câu số 5, chúng ta đọc câu số 5 chung, 2, 3. Vậy David cùng với những người theo mình đến Kê-li-a, đến người Philistine, bắt hết súng vật của chúng và làm cho chúng tổn thất nặng nề. Như thế theo thì họ đã bỏ chúng ta, họ đi rồi. Amen. Thì không quan trọng nữa. Nhưng mà những người còn đi theo thì còn kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Amen. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố, những con người nào vẫn trung thành với Chúa, vẫn còn đi theo Chúa, vẫn còn đi theo những người sự sức giàu, quý vị sẽ kinh nghiệm sự giải cứu tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Và bởi Đức Thánh tôi công bố là Chúa sẽ giúp cho chúng ta lấy lại những gì đã mất. Vậy ta biết cùng những người đi theo mình đi đến Kê-li-a, đến Philistine. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, trong năm mới này, tôi khích lệ quý vị hãy đánh kẻ thù mà yêu thương anh em mình. Amen. Chứ đừng có đánh anh em mình mà yêu thương kẻ thù nha. Nhiều người ngày hôm nay á, ông lo đánh trận và cứ tìm cớ đánh anh em mình hoài. Chứ gì vậy? Đúng anh chị? Kiện, rồi cáo, rồi thưa, rồi trình, rồi cứ trộn luôn. Cứ làm chi vậy? Tôi nói không? Đừng có bắt mưu ma quỷ. Đừng có hơn thua với nhau với những con người mà họ đã không còn lòng tin vào nơi Chúa. Chúng ta hãy tập trung vào lời hứa của Chúa. Amen. David, ông không hơn thua với những người đó. Mức ông tập trung là gì? Đánh những người nào mà ông cần phải đánh, và lấy lại những gì ông cần phải lấy. Cho nên chúng ta một lần nữa nhắc cho tôi và anh chị em một lần nữa là kẻ thù chúng ta không phải là anh em chúng ta, mà kẻ thù chúng ta là ma quỷ. Cái gì lấy sức khỏe của chúng ta bắt nó trả lại. Cái gì lấy niềm vui của chúng ta bắt nó phải trả lại. Cái gì lấy tất cả những sự bình an chúng ta bắt nó trả lại. Và bởi đức tin chúng ta biết rằng làm theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ có sự thành công. Amen. Làm theo sự chỉ dẫn của Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an. Amen. Bao nhiêu người khao khát sự bình an trong năm mới này? Amen. Bao nhiêu người khao khát sự vui mừng trong năm mới này? Amen. Bao nhiêu người khao khát sự phước hạnh trong năm mới này? Amen. Bao nhiêu người muốn hạnh phúc trong năm mới này? Hãy quyết định hành động theo sự chỉ dẫn của Chúa. Amen.
hãy lấy lại những gì mình đã mất. Hãy lấy lại những gì mình đã mất. Hãy lấy lại những gì mình đã mất. Ôi, nhiều người họ làm chứng trước khi chưa tin Chúa đó, họ bị ma quỷ nó lấy tất cả tuổi thanh xuân của họ, đúng không? Cho nên ngày xưa mới gọi chúng ta gọi là cô cúc. Bởi vì sao? Già ngắt, già ngoài và buồn thiêu, ngồi lúc nào cũng khóc lên, khóc xuống, thê thảm như vậy. Chúng tôi tưởng cô già từ 60-70 rồi cho nên gọi là cô. Nhưng mà sau khi tin Chúa, riết họ bây giờ chị. Hỏi riết họ bằng tuổi thì tiếng con tiền. À, cảm ơn Chúa. Cho nên điều mà tôi muốn nói với anh chị em á, là ma quỷ nó lấy đi những cái sự bình an trong lòng của mình, thì chúng ta không thể nào vui được. Lòng buồn thì mặt có vui bao giờ, đúng không chị em? Cho nên người ta muốn nói là những người tin Chúa thật á, nhìn khuôn mặt họ sáng lắm. À, và cảm ơn Chúa, sáng nay tôi được chị Dung khen. Mục sư, hơn 10 năm gặp lại mục sư vẫn như vậy. Tôi nói, ai cũng nói như vậy. Mà hồi gặp chỉ là mình mới 40 mà bây giờ là lên 51 tuổi rồi, 52 tuổi rồi. Nhưng mà tôi nói là dù tuổi có già đi nữa nhưng tâm hồn vẫn tươi trẻ trong tình yêu của Chúa Giêsu. Amen. Có một điều không có cô Hiền đây, tôi nói hôm qua có một người chị em tên là chị Trang ở bên Nhật về, và sau khi coi chúng ta nhiều chương trình nhiều năm nhiều tháng rồi, và hôm qua thì cuối cùng lần đầu tiên chị được về Việt Nam và chị đến cái thăm hội thánh. Chị nhốt xong thì chỉ nhìn cô Hiền rồi nói là đúng là hình ảnh nó trên mạng nó ảo lắm, quyền hết rồi ảo là sao cô Hiền ơi, nhìn cô trên mạng cô xấu lắm và ở ngoài cô đẹp vô cùng luôn. Tại vì sao cô Trang, cô coi hình của cô Hiền mười mấy 20 năm về trước đó mà, đúng không? Lúc đó xấu thiệt. Nhưng mà bây giờ cảm ơn Chúa, càng ngày Chúa cho càng đẹp ra nè. Người ta mới nói như thế này nè, những người nữ á mà từ 1 tuổi cho đến 30 tuổi đẹp là do cha mẹ. Nhưng mà người nữ á từ 31 tuổi về sau á đẹp hay xấu thì thuộc ông chồng. Đúng không chị em? Nếu mà ông chồng sống cay nghiệt, sống khó khăn, sống hà khắc, sống gian ác với người vợ có đẹp nổi không? Nhưng mà nếu mà người chồng yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, khích lệ, tôi đảm bảo cho em những người phụ nữ họ được yên tâm trong tấm lòng là càng ngày họ càng đẹp ra. Những gì ông đã bị mất. Amen. Và làm cho chúng nó tổn thất nặng nề. Quý vị không phải cái này hả? Chúng ta công bố kẻ thù chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Kẻ thù nha. Còn anh em mình là gì? Nhưng mà như thế David giải cứu thành kè kỳ là về quân thù là David trị tới luôn, đúng không? Nhưng về anh em mình là David giải cứu. Nghe chị Bé Tư nói câu mình mát lòng mát ruột. Cảm ơn chị Lê Vân đã đem những bộ đồ cho mẹ tôi để có để mặc đi thờ phụng Chúa. Ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn. Đúng không anh chị em? Nghe chị lớn đứng lên đây, chị cảm ơn Chúa. Việc đầu tiên, chị biết cảm ơn từ trên xuống dưới, chị biết cảm ơn hết như vậy. Tôi nói anh chị em, lời nói không tốn tiền mua. Amen. Cho nên mình thấy được những người biết ơn thì Chúa càng thêm ơn nữa anh chị. Hỡi anh chị em yêu dấu, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta nên nhờ ơn Chúa và biết ơn Chúa để rồi có những hành động nhỏ nhỏ, con người không thấy, hội thánh không thấy, mục sư không thấy, mà Đức Chúa Trời luôn thấy từng hành động nhỏ của anh chị em. Trở lại với trong ngôn đoạn thứ 3, tôi muốn khích lệ anh chị em thêm một điều nữa để rồi trước khi chúng ta chấm dứt tại đây. Đó là gì? Cái bí quyết để mà chúng ta thành công nữa là gì? Chúng ta để ý từ câu số 5 trở đi nè. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ đương cậy đến sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo của con đi. Đừng không ngoan thêm mất mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy cúng rốn con sẽ được mạnh mẽ và xương cốt con sẽ được cứng cáp. Câu số 9 và câu số 10 chúng ta đọc chung. 2, 3. Hãy lấy tài sản và quên lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, như thế kho của con sẽ đầy đủ mình và hầm ép rượu của con sẽ tràn đủ mình. Bao nhiêu người muốn kho của con sẽ tràn đầy đủ mình? Bao nhiêu người muốn rằng cái ví của quý vị sẽ luôn luôn đầy tiền? Bao nhiêu người
từng hút cái thẻ ngân hàng quý vị luôn luôn được đầy ắp. Wow. Và thùng của con sẽ tràn rượu mà. Lòng của con sẽ tràn đầy Đức Thánh Linh. Đời sống của con tràn ngập sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sự vui mừng, sự sức giàu, sự chữa lành, sự quyền năng, rượu mới của Chúa. Ô rượu tuôn đổ của Chúa. Rượu đang nói về hình bóng của Đức Thánh Linh thành trẻ. Đang nói về Đức Thánh Linh. Và cảm ơn Chúa. Bằng cách là gì? Bí quyết để chúng ta có thành công là gì? Điều thứ tư tôi đang muốn chia sẻ là gì? Hãy dâng lên cho Chúa với lòng biết ơn. Tôi không nói về tài sản không đâu. Tôi đang nói về những bài làm chứng của các chị nè. Tôi đang nói về những đời sống của các chị nè. Chị khi có nhà để dâng nhà làm biểu nhóm, đó là đời sống chúng ta dâng lên cho Chúa đó. Chị kia có một cái thời gian để dâng lên cho Chúa cũng là dâng lên cho Chúa đó. Và tôi cũng khích lệ quý vị á, tài sản chúng ta có chúng ta dâng lên cho Chúa, điều đó cũng là tuyệt vời vô cùng. Chúng ta có muốn có được cái chỗ đứng chỗ như thế này. Và quý vị biết rằng lần đầu tôi cũng hơi sợ, tôi hơi ngại, mà không biết cách sao để làm. Vì nghĩ đến tài chánh, vừa Giáng sinh là bình an, Giáng sinh ở ngoài Sài Hà, Giáng sinh ở đây, Giáng sinh Campuchia rồi, đủ thứ công việc. Và trong lúc đó là như 5-7 việc một lúc âm tứ, quá chừng tài chánh. Tôi ngại không biết tôi làm được việc này hay là không. Mà tôi cầu nguyện Chúa, tôi thấy không biết cách nào. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã cảm động một người trong phòng nhóm này đang ngồi tại đây. Cầm đến 100 triệu đó là thầy cô ơi, vợ chồng tôi đã cầu nguyện kỹ rồi, quyết định dùng 100 triệu đó làm rộng cái phòng nhóm này cho anh em đứng hát thờ phượng Chúa. Tôi nói với anh chị em nào không phải từ phương Tây, cũng phải từ phương Đâu ấy cả, mà ngay trong người của hậu thánh của mình. Chúng ta biết rằng 100 triệu chúng ta xài cũng ra hết. Nhưng mà những lần hậu thánh ngồi đến đời, ngồi hát thờ phượng Chúa, những cái điều này nó đeo đuổi không biết bao nhiêu năm đến anh chị em. Cho nên chúng ta biết rằng hãy lấy tài bạc vào quê là đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Tôi khích lệ tất cả những người trẻ, hãy dâng tuổi thanh xuân của mình mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Phước cho những người nào còn trẻ mà dâng cuộc đời của mình cho Chúa sớm. Đúng không anh chị em? Nhiều người đến với tôi đó là ước gì hồi đó tôi biết Chúa sớm. Tôi đau đến nỗi như vậy đúng không? Nhiều người lắm. Để cho đời ma quỷ nó xào, nó xé, nó dùng đời sống mình te tua tơ tải. Tuổi thanh xuân của mình, cái sự đẹp nhất của mình đã bị ma quỷ nó sử dụng hết trong việc tội lỗi. Đến khi dâng cho Chúa toàn là hoa héo, hoa tàn. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em là gì? Hãy dâng lên cho Chúa tuổi thanh xuân của mình. Một số người nghe rồi, một số người chưa nghe, tôi xin kể lại. Một ngày kia có một cô bé kia, đờn rất là hay, hát rất là giỏi. Mà mỗi lần cô bé nó xuất hiện là nhóm thiếu niên rồi rất là vui mừng nghe cô bé hát thờ phượng Chúa. Họ thánh vô cùng phấn khởi nghe tiếng đàn của cô. Nhưng mà mục sư nó, con ơi, con đờn hay, con hát giỏi, con có ít như vậy, con đến với họ thánh thường xuyên như con. Dạ, mục sư đợi cho con học xong cái 12 rồi. Còn mục sư cũng đợi. Xong học 12 rồi á, mục sư bảo là con cũng dành thời giờ cho Chúa đi. Tại sao con lâu lâu con mới đi nhóm vậy? Mục sư đợi con đang ôn để thi vào đại học. Thế là mục sư cũng đang đợi. Đợi xong thi đại học như vậy, khi mục sư nói bây giờ con đậu được đại học là vui đi con. Con bài dở nhiều lắm, mục sư thông cảm. Cho nên một tháng con ghi dự được một lần tiệc thánh là mừng rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng là gì? Sau khi học 4-5 năm đại học, học xong rồi, mục sư nói con ơi, bây giờ con đã học xong rồi, con dành thời giờ cho Hội Thánh đi. Hội Thánh cần tiếng đời của con, cần sự phục vụ Chúa của con. Mục sư, ba mẹ con đã nuôi con 12 năm, con học thêm 5 năm đại học nữa. Bây giờ con mới có việc làm, mục sư đợi cho con làm kiếm ít tiền đi. Rồi vô công việc làm, người ta trả lương cao quá, người ta làm. Cô ấy làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày chủ nhật, làm đầu tắt mặt tối, làm quá chừng làm như vậy. Cô lao lực, cô láo tâm, và cô lao tất cả những thời gian công sức của cô vào trong việc làm. Cô bị hoa lao tổn luôn. Cô bị hoa lao xong thì đưa tới bệnh viện Hồng Bàng, nằm trong bệnh viện Hồng Bàng. Và một sư nghe mẹ con tội đến thăm. Một sư đi ngang chợ Bình Thới mua cho một cái bình hoa rất là đẹp, và cô bé này rất là thích hoa. Và đang mệt, đang thở oxy như vậy, cô bé mở mắt ra và thấy một sư tới. Cô bé nói, một sư, con xin lỗi một sư, bây giờ con quyết định dâng cuộc đời của con cho Chúa. Mục sư cảm thông, cầu nguyện xong, cô bé nó còn cảm ơn mục sư. Cô bé thấy bình hoa tươi lên là tỉnh lên liền. Nhưng cầu nguyện xong, mục sư đem bình hoa về. Cô bé giận quá chừng, cô bé khóc.
Nên tại sao mục sư biết con yêu hoa đó, thích hoa đó, mục sư quên gì mà quên, tại sao mà có bó hoa mục sư cũng đem về. Qua ngày sau mục sư đến thăm nữa, mục sư đem bó hoa tới, cô bé cười nó là thì ra là hôm qua mục sư quên, bây giờ mục sư đem tới cho mình. Sau khi mục sư cầu nguyện kết lễ xong, mục sư cũng đem bó hoa về. Cứ làm như vậy mục sư về không tưới nước không gì hết. 7 ngày sau mục sư đem bó hoa tới, bó hoa nó héo rồi, mục sư nói bây giờ mục sư trao bó hoa này cho con. Cô bé khóc, nói mục sư ơi, tại sao lúc hoa còn tươi, hoa còn đẹp mà mục sư không cho con hưởng, mục sư đợi hoa héo hoa tàn rồi mục sư mới cho con. Mục sư nói là hoa nó là tượng trưng cho cuộc đời của con đấy con này. Tại sao lúc con còn thanh xuân, lúc con còn tươi tắn, lúc con còn khả năng, lúc con còn có tiền, lúc con còn có nhiều thứ, con không chịu giao cho Chúa, đợi khi con te tua tơ tả rồi con mới giao lại cho Chúa ở con. Điều này tôi muốn gửi với hội thánh của sao đây nè, hãy lấy hoa lợi đầu mùa của con, hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như vậy chúng ta dâng lên cho Chúa, hãy dâng cái gì tốt nhất cho Ngài. Đừng có đến hội thánh mà ban đêm ngồi chơi game tới 1-2 giờ sáng, sáng tới hội thánh một sư giảng cái gì gục, đừng có dâng cho Chúa của lễ đó. Có người nói là bệ tử tôi quánh cũng số, trong số tôi lấy tiền tôi dâng cho hội thánh. Tôi nói ông chị không cần gì nữa. Thật sự Chúa cũng rất cần đồng tiền, nhưng mà những đồng tiền cờ bạc để rồi dâng cho Chúa, Chúa cũng thích nữa anh chị. Những cái chuyện chúng ta hãy dâng cho Chúa, hãy dâng của lễ ngon hơn đàng hoàng. Amen chị em. Ngày kia thì tôi đến là tại nơi Cần Thơ tôi hầu với Chúa. Thì có bà kia bà tới, đó mục sư tôi có ba đứa con. Ba đứa con mà cái thằng con giữa nó giỏi vi tính lắm, tôi quyết định cho nó học để mai mốt mà nó làm kỹ sư về điện tử. Cái thằng út này á, nó rất giỏi vấn đề gọi là học hành, cho nên tôi quyết định cho nó học làm bác sĩ. Còn cái thằng lớn của tôi nó khờ quá, nó ngu quá, tôi quyết định dâng cho Chúa để mai mốt nó làm mục sư. Thằng khôn á thì là bác sĩ, thằng giỏi về này kia thì cho nó làm kỹ sư, còn thằng ngu dâng cho Chúa để làm mục sư. Tôi nhìn cái ông bà mà nhìn mặt tôi ngu lắm này. Tôi khích lệ anh chị em, con của chúng ta đứa nào ngoan đứa nào khôn hãy dâng đứa nó lên cho Chúa. Bởi đức tin vợ chồng chúng tôi đã cầu nguyện quyết định dâng hai đứa con chúng tôi cho Chúa. Amen. Xin Chúa ngài sử dụng. Hồi nãy giờ chúng ta thờ phụng Chúa, Chúa cũng dùng con của mình để đánh đời thờ phụng Chúa, giúp này cái đứa thì lo mãi không. Cho nên chúng ta hãy nhờ Chúa, hãy dâng lên cho Chúa những lễ vật tốt nhất cho nhà. Amen. Khi chúng ta thờ phụng Chúa, hãy dâng trong sự vui mừng và phấn khởi. Khi chúng ta dâng cho Chúa mặc dù ít mà chúng ta hãy dâng trong sự vui mừng anh chị. Thấy một câu chuyện nữa để rồi chúng ta kết thúc. Có một ngày kia thì có một đứa con gái thì nó thèm xoài lắm, nó ăn xoài lắm, mẹ nó ra mua cho nó xoài, mua cho nó một rổ xoài luôn. Nó về nó gọt cái đầu tiên nó ăn, nó chua lè, xoài đầu mùa nó chua lè nó không ăn được. Nó gọt cái thứ hai cũng chua lè nó không ăn được. Cứ mẹ đi bỏ đi, mà cái đừng bỏ con. Để làm gì mẹ? Để mẹ đem đến mẹ dâng cho mục sư. Mục sư thì dễ thương lắm, chua cả nào cũng ăn hết trơn. Tôi thấy hơi chạnh lòng. Chúng ta đợi cái gì chúng ta ăn không được, cái gì mà chua lè chua lét nó cay đắng đồng dâng cho mục sư. Lúc nó hạnh phúc, nó vui mừng, nó dẫn nhau đi chơi, nó ăn, nó hưởng, nó không thấy mặt nó đâu. Lúc nó thành công, nó ăn nhà hàng sung sướng, không giờ thấy đâu. Lúc nó bệnh hoạn, nó đúng căng thẳng, nó cãi nhau, quấn lộn nhau, mục sư ơi đến giùm tôi cái. Thật sự lúc nó còn nhà, còn cửa xinh đẹp á, mục sư đường nào tới nhà nó được, tường cao, cổng kính, xe đẹp, lãng bố mục sư không giờ có cơ hội tới đâu. Đợi cho đến khi đổ nợ, giấy tờ bị cầm trong ngân hàng, mục sư đến cầu nguyện em lấy ra một cái. Hãy lấy tài sản và quê lời đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế nhà kho của con sẽ tràn lúa mì. Amen. Và hầm hết rượu của con sẽ tràn rượu mới anh chị. Chỉ vậy bí quyết để thành công là chúng ta hãy dâng lên cho Chúa những điều tốt nhất, hãy làm cái sự linh cảm của Chúa. Amen. Hãy hành động theo lời của Chúa và chúng ta sẽ có một đời sống thành công phước hạnh. Hồi sáng chúng ta đứng lên và cầu nguyện ngay trong giờ này, nói Chúa ơi, con khao khát trong năm mới này, con muốn đời sống của con, gia đình của con, hôn nhân của con, công việc của con sẽ thành công và kết quả. Muốn kết quả như vậy chúng ta hãy làm theo lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện ngay trong giờ này. Hãy đến với Chúa và cầu nguyện ngay trong giờ này.
nó hỡi Chúa con quyết định hãy dâng những điều gì tốt nhất cho Chúa. Bất cứ có việc gì xảy ra, hãy chạy đến tìm kiếm Chúa trước. Đừng lắng nghe những lời bàn tán của những người vô tính cản trở chúng ta, hãy làm theo sự chỉ dẫn của lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy quyết định tiêu diệt cái gì chúng ta cần tiêu diệt và lấy lại những gì chúng ta cần phải lấy. Và Chúa nhớ ơn Chúa mà chúng ta hãy dâng lên cho Chúa những điều gì tốt nhất để rồi ngợi khen Ngài. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu. Sử dụng trong nhạc của Đức Chúa Trời.
dụng theo ý muốn của Ngài. Con tin chắc rằng kho của con sẽ tràn lúa mì, thùng của con sẽ tràn rượu mới, đời sống con sẽ kết quả thành công, phước hạnh và vinh hiển danh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng đời sống của con, gia đình của con, tương lai của con, chọn cuộc đời của con trong tay của Chúa Giêsu. Và con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được cầu thánh, nước Cha được lễ, ý Cha được lễ ở đất như ở trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha những kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin Chúa để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.